Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần mềm chuyên tính tiền bán hàng cho các mô hình phân phối như là phân phối về mỹ phẩm, dược phẩm hay là phân phối bia nước ngọt, thuốc lá. Vâng vâng. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái tính năng là lưu đặt hàng. Thì để cho mình biết là cái tiện lợi của phần mềm và cái tính năng mới để mình thống kê số lượng để mình giao hàng. Đây là cái giao diện chính phần mềm, thì nó đầy đủ các tính năng cài đặt đơn vị khách hàng, hàng hóa, kho hàng, hóa đơn, công nợ hay là báo cáo, chấm công, vân vân, rất là tiện cho cửa hàng của mình. Thì mình đi vào vấn đề chính, ví dụ thì mình mua một cái phần mềm để mình bán hàng hay là phân phối hay bán lẻ, thì làm cho cửa hàng mình nó nhanh và tiện lợi nhất và mình kiểm soát chặt chẽ nhất là như thế nào. Mình ví dụ như khách hàng mình nhà phân phối đi, một khách hàng đặt hàng, nhiều khách hàng trong ngày đặt hàng, thì mình sẽ lên cái đơn hàng, thông tin khách hàng và để mình đi giao hàng. Thì làm sao mình biết được là trong ngày hôm nay hay là ngày hôm qua, thì mình sẽ liệt kê được tổng số lượng của từng sản phẩm của khách hàng đặt hàng là bao nhiêu để mình nhanh nhất, hay là còn hàng không. Thì như thế này, mình ví dụ như một khách hàng A đặt hàng, như mình gõ điện thoại đi 0909774123, mình đi vào địa chính luôn nè, dạ, anh Trương Văn Thành, rồi anh đặt hàng địa chỉ là Bình Dương đi, anh đặt hàng bây giờ anh đặt là kem, thì trong này này kem chống nắng và kem trị đốm, gì kem chống nắng, anh enter kem chống nắng, ảnh đặt là 20 tiếp. Trường hợp này nếu như mà ảnh này anh đặt hàng mà ảnh là mình lưu người ta là hiện là giá sỉ, thì đầu tiên mình sẽ bán một lần giá sỉ, thì giá sỉ anh mua đi bán lại thì chắc chắn là cái giá sỉ sẽ tốt hơn, thì mình lưu một lần thì lần sau nó tự động nhớ giá sỉ. Rồi tiếp tục kem tiếp, mình là kem trị nón đây, thì lúc này bán giá sỉ tiếp tục này, mua là 10 tiếp đi, 10 hũ. Rồi đây là cái hiện bọn ta thấy hiện đại số lượng này, là đây là hiện số lượng này, đây là hiện cái giá vốn này. Rồi tiếp tục như vậy, sửa đây thì đây nó sẽ là cũng mang giá sỉ tiếp này, nó sẽ là một còn tồn kho 100 chai này, giá vốn 200.000 này, rồi lấy là 5 chai đi. Rồi bây giờ khách hàng này mình muốn view, mình xem trước đây, đây là cái bill tính tiền này, tính tiền thêm trước này. Đó, cái việc là mình sẽ in một cái, mình để cài đặt một hóa đơn bự cho mình xem rõ ràng đi. Đây mình view xem trước đây, thì các thông tin cửa hàng này, rồi hóa đơn, khách hàng, địa chỉ và điện thoại rất rõ ràng. Thì lúc này khách hàng đặt hàng xong đó, là khách hàng lúc này đó là khách đặt hàng mình sẽ ghi chú như thế nào, ghi chú như là ngày giao như thế nào, như là ngày giao là ngày 9/11, rồi mình lưu đặt hàng. Đó là khách hàng đặt hàng thứ nhất. Rồi bây giờ một khách hàng điện tiếp, một khách hàng lẻ cũng điện đặt hàng giao hàng thì thế nào, thì mình cũng gõ tên mình lưu khách hàng vô 0909313809, nghĩa là mình sẽ làm các bạn xem địa chỉ là Sài Gòn đây. Rồi bán hàng tiếp cũng là kem, nhà này mình không bán giá sỉ, mình bán giá lẻ, nó sẽ là mình bán giá lẻ, rồi nó sẽ là giá lẻ. Tương tự như vậy tiếp tục kem, bán 3, tương tự như vậy, sữa mình gõ tên nó ra các bạn ha, rồi 2. Rồi anh này cũng chưa giao, đặt hàng là ngày mai giao thì mình ghi chú, thì mình mai giao là ngày 9/11 giao, cho mình lưu đặt hàng. Khách hàng đặt như vậy, đặt hàng còn là mình bán lẻ được, bán lẻ bình thường, đây mình bán lẻ một khách hàng xin bán lẻ thì bán lẻ bình thường, thanh toán bình thường. Còn đặt hàng thì mình cũng đặt tiếp, ví dụ khách hàng tiếp một khách hàng 0975788409, tuyến. Rồi địa chỉ là Bình Dương. Rồi cũng bán hàng kem. Rồi kem này anh mua giá, anh mua giá sỉ. Rồi đây là 10, mẫu số lượng 10. Tiếp tục cũng kem, mũi tên xuống enter 10. Rồi tương tự như vậy, sữa tên xuống enter mua 5. Rồi lúc này mình cũng bấm vào cái lương cái liệt mình nó nhằn này này, thì nhiều cùng một lúc nhiều khách hàng điện gọi tới và đặt hàng để ngày giao, và đặt hàng ngày mai giao, hay đặt hàng ngày mốt giao, đặt hàng ngày kia giao, hay là như thế nào đó, thì để cho người chủ hay là người quản lý để thống kê vào cái ngày đó, ngày mai hay ngày mốt là những sản phẩm nào là người ta đặt hàng bao nhiêu, số lượng bao nhiêu mình biết. Thì lúc này mình vào đây, mình vào khối đơn này, mình vào cái đơn đặt hàng này đấy, thì hôm nay này các bạn thấy không đó, đó. Có 3 người đặt hàng đó, đó. Có lẽ mình bây giờ một phần mềm lại mình đếm đó, đặt hàng này, cái này số lượng 20 mình ghi tay đó, đây số lượng 1, số lượng 3, số lượng 2, tuyến số lượng 10, 15. Bây giờ á, thì trường hợp là nếu phần mềm mình không thống kê được số lượng đặt thì làm sao mình sẽ biết được số lượng mình lấy ra mình đi để mình vào bịch để mình gửi khách hàng. Thì lúc này mình nếu như phần mềm không có cái thống kê được số lượng hàng thì mình sẽ kiểm từng sản phẩm rồi từng khách hàng rồi mình vào. Thì cái tiện nhất của phần mềm mình là bây giờ mình vào đây, mình vào cái dòng thống kê số lượng. Một là mình sẽ chọn cái ngày nào là ngày nào mình thống kê là số lượng là bao nhiêu, thì mình chọn thống kê số lượng, mình chọn ngày, chọn cái ngày như là ngày 9 là thống kê bao nhiêu, ngày 10 là bao nhiêu, là mình thống kê để mình lấy hàng ra, mình phân loại ra mình đưa đi giao hàng. Còn không mình muốn thống kê tất cả đây để thống kê theo ngày và thống kê tất cả. Nếu mình muốn thống kê tất cả số lượng bao nhiêu thì click vô cái thống kê tất cả đó thì nó hiện lên này đó. Thì cái ngày ví dụ ngày mai mình đi giao là ngày 9 thì mình thống kê lên là này, kem chống nắng là mình thống kê số lượng là đi giao là 31 tiếp, kem trị nón là 23 hũ và sữa rửa mặt là 12 chai đó. Mình thống kê lên biết liền là thì lúc này mình sẽ in cái tờ này ra rồi mình đưa cho nhân viên vào kho, lấy ra bao nhiêu loại này, bao nhiêu loại này đây, rồi ra tổng số lượng ra, và mình kiểm được hiện tại là số lượng có đủ hay không. Đó là thống kê số lượng sản phẩm khách hàng đặt hàng đó, là đặt hàng đó. Thì mình xuất ra Excel, xuất Excel mình in ra đây đó, in ra thì đưa nhân viên đi lấy hàng thôi. Lấy hàng xong thì ra mình chỉ là nhìn có từng đơn hàng rồi mình phân loại đây, anh Trương Văn Thành mua những cái gì bao nhiêu, tiếp tục rồi mình lấy ra mình thôi, lấy ra rồi mình mua thuộc đi giao rất là nhanh. Rồi khi mà nhân viên đi giao hàng thì ví dụ đi giao hàng thì cái anh hàng nào, khách hàng nào mà trả tiền mặt, khách hàng nào nợ, khách hàng nào là chuyển khoản thì mình sẽ vào đây. Ví dụ anh Trương Văn Thành này, khi mình giao hàng thì nhân viên á, nó đi giao hàng thì mình in ra giao hàng xong thì chiều mình về mình thấy như anh Thành là ảnh trả tiền mặt thì mình click vào anh Thành này, mình bấm hoàn thành đơn, rồi mình sẽ thanh toán là tiền, đồng ý là bánh ma. Rồi anh Tính đây này, anh Tính này thì ảnh nói với nhân viên là đưa ghi tờ giấy lại vì là anh chỉ chuyển khoản. Từ khi khách hàng chuyển khoản thì người chủ nhận được thì cũng hoàn thành đơn, mình bấm thanh toán và mình đổ lại. Tiếp tục anh Tiến này, anh nợ, anh nợ thì lúc đó thì trong hóa đơn kèm việc là nợ thì mình bấm hoàn thành đơn này, bấm vào thanh toán nợ. Rất tiện cho cửa hàng của mình là chuyên về bán hàng và đặt hàng để giao, là chuyên về phân phối. Thì lúc này là xong rồi, thì xong thì lúc đó mình vào cái báo cáo này, báo cáo bán hàng đó thì xong. Trong này nó có 3 hóa đơn, hóa đơn anh Thành là thanh toán này 8 triệu 800 ngàn, anh Tiến là 2 triệu đồng và anh Tuyến là anh sẽ nợ, nợ đây là 7 triệu đồng. Thì lúc này mình muốn biết là anh mua những cái gì lít đó vô xem thôi, nó rất là tiện cho mình. Còn không biết lít thống kê chi tiết bán hàng này, hôm nay bán tổng số lượng bao nhiêu này, rất là chi tiết. Rồi nếu mà mình muốn xem cái tiền mặt đây thì hôm nay này đó, thì trong cái cửa hàng mình đó thì tiền mặt là mình thu vào trực tiếp là khách hàng trả là 8.800.000 đồng. Có người chuyển khoản vô tài khoản của mình, hiện nay mình xem điện thoại có tin nhắn về chuyển khoản là có 2 triệu, anh tên khách hàng nào. Và tiền nợ là anh nào nợ, là mình có nợ thì mình lúc nào mình vào đâu là mình sẽ vô cái nợ thêm. Rồi còn chi tiết lợi nhuận riêng từng hóa đơn để lãi lỗ đây đó, hóa đơn này đó thì nó sẽ đây, anh Trương Văn Thành này bán số hóa đơn là 8.800.000, giá vốn là 6.500.000 và lợi nhuận là 2.300.000. Tương tự như vậy, khách hàng đây rất là rõ ràng lợi nhuận từng hóa đơn. Còn lợi nhuận riêng từng sản phẩm là đây, đây một sản phẩm mình lợi nhuận bao nhiêu thì liệt kê cho mình đây rõ ràng, bán số lượng bao nhiêu, giá vốn bao nhiêu, thành tiền bao nhiêu và lợi nhuận là bao nhiêu. Và thì từng số lượng từng một sản phẩm này, cái tổng số lượng này đó, rất rõ ràng các bạn. Đó là báo cáo bán hàng. Rồi tiếp theo là cái mục báo cáo kho hàng đây, đây tồn kho đây. Đấy. Thì nó sẽ có là cho mình là số lượng nhập và số lượng xuất đây này, số lượng nhập này đầu kỳ này, số lượng xuất trong kỳ này đó, và số lượng tồn cuối kỳ đây, còn tồn 169.7788 và số tiền còn tồn lại trong kho là 62.200.000 đồng. Đó, mình đó là thông tin xuất tồn này. Mình muốn xem lại cái xuất cái tồn không cũng được, đây là cái tồn là tồn này có nhập, số lượng nhập, số lượng xuất và số lượng tồn cuối và số tiền tồn của từng sản phẩm như đây và số tiền tồn của tổng cả cửa hàng. Còn nếu mình biết tồn hiện tại không thì đây nó không có số lượng xuất mà nó chỉ có số lượng tồn này đây, còn tồn 77 hũ, còn 169 tiếp, còn 88 chai tổng tiền tồn. Đó. Đây là tổng số kê xuất bán đây, đó là đây rất là đầy đủ chi tiết cho mình. Số lượng xuất bán này, số lượng tồn hiện tại này và cân đối vừa xuất vừa tồn này. Đó, đầy đủ cho mình cái bảng này. Những cái bảng này mình có thể xuất Excel ha, rất rõ ràng. Rồi tiếp theo mình vô công nợ phí thu đây, anh Tiến là anh nợ này, bạn thấy không? Nợ này thì link đúp vốn xem là nợ này, rồi muốn xem là xem đây, đây anh tổng số lượng là 25 sản phẩm này, 7 triệu đồng là 7 triệu. Anh ra anh xem thôi ngày nào nợ những cái gì. Đó. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là cái phần mềm chuyên bán lẻ, tính tiền bán hàng cho các cửa hàng như là tạp hóa, siêu thị mini hay là nhà phân phối mỹ phẩm hay là dược phẩm vân vân, bia nước ngọt, thuốc lá. Và nó sẽ có một cái phần là lưu đặt hàng để mình thống kê cái số lượng khách hàng đặt bao nhiêu để mình chuẩn bị trước và mình sẽ lấy đơn cho từng khách hàng. Đó là cái ưu điểm của phần mềm của mình. Thì mình sẽ